Rồi. Đây. Thì trước đấy thì tôi muốn các bạn cài cho tôi hoặc bật cho tôi cái phần mềm này lên. Supplementex. Các bạn gõ, cứ gõ đi. Là ra cái Supplementex. Đây là sẽ là công cụ cốt chính của chúng ta trong cái khóa học này. Hả? Ấn vào đây. Ấn vào download chứ. Đây, bấm vào đây. Được chưa? Xong các bạn, máy của bạn là win bao nhiêu mê à, win bao nhiêu bit thì các bạn chọn cái tương tự. Được chưa? Xong về cài vào máy mình. Cài đi, xong bật nó lên cho tôi. Bật nó lên nó trông như này. Cô tư về bà hai thì mở cái mic computer lên là biết. Được chưa? Tải với chưa? Làm gì mà lâu vậy? Cái này nó có nặng, nó có 9 mê. Ừ. Tải xong chưa? Bật lên rồi chưa? Bật hết lên. Thank you.
Bật nó lên nhá. Các bạn bật nó lên trước đi. Xong rồi sau đấy các bạn ra ngoài desktop ấy, các bạn tạo tôi một cái thư mục là K32B2. Tạo một thư mục ở ngoài. Được chưa? Tạo thư mục K32B2 nhá. Xong chưa? Sau đó các bạn cầm cái thư mục này. Các bạn kéo vào đây. Biết cầm như nào không? Kích chuột phải giữ và kích chuột trái giữ kéo sang. Hả? Thằng nhà quê này. Đây nhá, ở cái Windows Explorer ấy. Được chưa? Các bạn mở cái thư mục desktop ra. Các bạn gõ bấm chuột phải vào màn hình á. Đổi lên chỉ chọn. Đổi nào. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thư mục con nằm trong cái thư mục này. Bởi vì tôi mong muốn là mỗi một buổi học của chúng ta sẽ làm một cái thư mục con để sau này chúng ta dễ quản lý. Thì chúng ta chuột phải vào. Chuột phải trong cái tên thư mục ấy. Chuột phải vào xong chọn New Folder. Thấy không? Ở đây nó có cái chỗ viết tên này. Viết tên vào đây là Lesson 1. Enter xuống thì đây nó bật ra cái thư mục lesson 1. Được chưa? Chưa thì nhanh lên. Khổ lắm.
Được chưa? Tiếp theo tạo file nhá. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta tạo file này. Chúng ta muốn tạo file gì thì chúng ta chuột phải vào đây. Chuột phải vào trong cái thư mục chứa ấy. Các bạn muốn tạo file trong thư mục nào thì chúng ta chuột phải trong cái thư mục đấy. Ví dụ tôi muốn tạo file trong thư mục lesson 1, chuột phải vào xong chọn new file. Được chưa? Thì khi mà tôi chọn new file ở ở máy các bạn thì nó sẽ ra bật ra một cái untitled như này. Đúng không? Các bạn viết cho tôi là viết giống thôi nhá, là index.html. Được chưa? Sau các bạn chọn rồi phím tắt nhá. Chúng ta chọn gõ Ctrl S. Ctrl S. Được chưa? Nó sẽ ra một cái ô để nhớ, để lưu. Đấy là đúng như này không? Đúng không? Nó giao diện nó hơi khác một tí thôi. Được chưa? Sau đó các bạn bấm save luôn. Thì các bạn sẽ thấy ở trong này nó tạo ra một file là index.html. Làm đi. Được chưa? Rồi. Enter xuống. Từ từ. Đấy. Rồi. Bây giờ trong này nha, các bạn có thể viết linh tinh gì đấy vào cũng được, viết tên mình vào cũng được. Ví dụ như này. Được chưa? Sau đó các bạn viết luôn quê quán của mình. Viết ra. Được chưa? Thì về bản chất cái file HTML này nó cũng chỉ là một cái file văn bản. Nó là một file lưu dạng dự trữ, dạng chữ viết, dạng text. Cho nên các bạn viết cái gì ra thì cũng được. Lưu trữ nó phải hiển thị được hết. Sau đó chúng ta chuột phải vào file này. Chuột phải vào trong bất kỳ chỗ nào của cái file này cũng được. Chúng ta chọn Open in Browser.
Được chưa? Bật bấm vào, nó sẽ bật ra là cái trình duyệt và nó mở ra cái đường dẫn ở trên này, cái file, và các bạn sẽ thấy là những cái gì chúng ta viết ở trong thì nó sẽ hiển thị ở đây. Được chưa? Nhớ viết xong phải lưu lại nha, Ctrl S lại nha. Học lập trình thì luôn luôn phải nhớ các cái phím tắt, ví dụ như phím bôi đen hết tất cả các cái chữ viết ở trong một file là Ctrl A, lưu là Ctrl S, nhân đôi một dòng. Ví dụ tôi muốn nhân đôi một cái đoạn code, ví dụ chức năng định của tôi nhân đôi lên thì tôi gõ là Ctrl Shift D. Được chưa? Nếu các bạn lười gõ thì các bạn có thể gõ Ctrl Shift D, nó tự nhân ra. Tất nhiên là mỗi một cái chỉnh sửa code này nó sẽ có một cái đoạn loại phím tắt khác nhau. Được chưa? Bôi đen một dòng. Đây Ctrl Shift D. Được chưa? Bôi đen một dòng thì các bạn giữ Shift Home và End, hoặc là End và Home. Shift Home và End. Để bôi đen lên một dòng. Xóa một dòng và xóa một cái đoạn bôi đen một dòng đi là Ctrl X. Bệt xuống là Ctrl V, copy là Ctrl C. Bắt buộc các bạn phải nhớ thôi. Chứ học lập trình mà không biết phím tắt thì thôi vứt đi. Tắt ký kết là nhân đôi. Được chưa? Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z là undo. Ví dụ tôi đang viết như này nha, tôi bấm Ctrl Z này. Ctrl Z này. Còn Ctrl Y này, thấy không? Y dài ấy. Z là undo, tức là làm thực hiện lại cái hành động lúc nãy, tức là bỏ qua cái hành động vừa rồi. Ctrl Z, Ctrl Y, tôi chẳng biết mô tả nó như nào. Được chưa? Thì đây là khi mà các bạn hiển thị nó lên thì nó sẽ là cái dạng text bình thường như thế này. Thế nếu bây giờ chúng ta ốp những cái thẻ của HTML vào thì nó sẽ thay đổi như nào? Ví dụ như sau. Cái chữ Trần Hữu Thiện này tôi sẽ nhét nó vào trong một thẻ, là thẻ mark. Thẻ mark, các bạn gõ chữ mark xong các bạn tab nó ra. Thấy không? Các bạn pệt vào giữa. Được chưa? Cái chữ Nam Định này thì các bạn tiến hành là nhét nó vào trong thẻ U. Các bạn pệt cái chữ Nam Định này xuống. Cái chữ T3H này cũng vậy. T3H này thì chúng ta hoàn toàn có thể là gõ thẻ Y, không thẻ B đi. Thẻ B. Đấy. Đây là đưa những cái thẻ HTML vào trong cái file của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ reload lại cái trình duyệt. Được chưa? Sau đó chúng ta mở cái trình duyệt ra, chúng ta reload lại trang. Chúng ta thấy có sự gì thay đổi? Thứ nhất là cái thẻ Trần Hữu Thiện nó nằm trong một cái đoạn bôi màu là màu vàng, đúng không? Cái thẻ Nam Định thì nó có gạch chân. Còn thẻ T3H thì nó in đậm. Đúng chưa? Đấy là cái sự khác nhau giữa text bình thường của các bạn và HTML. Được chưa? Thì bây giờ tôi mới nói câu chuyện như thế này. Đó là vì sao xuất hiện cái HTML này và vì sao xuất hiện website. Thì cái câu chuyện là ngày xưa thì nó rơi vào năm 1998 hay là năm 1997, 1997 bao bảy mấy không nhiều lắm.
thì cái ngành web của chúng ta nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30 tuổi, hơn 30 tuổi thôi, nó không lâu lắm, lâu gì cả. Thì người ta như cái ngày đấy, người ta muốn truyền tải một cái đoạn nội dung như thư từ hay là một cái đoạn nội dung nào đấy, đúng không? Thì người ta có bao nhiêu cách để gửi đi? Một là viết thư, đúng không? Ví dụ như viết thư một ông ở Mỹ, một ông ở Việt Nam chẳng hạn, muốn trao đổi tài liệu với nhau thì chỉ có gửi được cầu thủy đấy, hoặc là gửi được máy bay, đúng không? Hai là gửi điện tín mà chỉ có phách, 519 bao nhiêu là chỉ có phách. Ờ, đấy là điện tín, được chưa? Ba là gửi gì? Ba là gửi đường từ tay là phải qua đường thủy, đấy là đường đấy đấy. Ba là gửi qua đường chim bay, một câu bay đến giữa đường chết mẹ mất, đúng không? Thì cả ba cách đấy thì có hai cách là khả thi thôi, nhưng mà nó có một vấn đề, đó là chi phí và thời gian nó quá nhiều. Nếu mà gửi điện tín thì ok, cũng có thể đến gần như là ngay lập tức, nhưng mà nó mất nhiều phí quá. Nếu mà gửi được tàu thủy hoặc đường máy bay thì chi phí nó quá lớn, đúng không? Cho nên người ta mong muốn nảy sinh ra một cái vấn đề, đó là muốn chia sẻ cái dữ liệu dạng hình ảnh, dạng text một cách nào đấy nó nhanh chóng và tiết kiệm. Do đó người ta nghĩ ra một khái niệm là phải làm web. Và web này thì nó sẽ hoạt động trong cơ chế như thế này. Đó là người ta sẽ sử dụng Internet, tức là mạng, giống như lúc đấy chúng ta mỗi một cái máy chủ của chúng ta một cái IP đấy, được chưa? Thì trên cái máy chủ đấy người ta viết ra một cái file HTML. Trong cái file HTML đấy, người ta muốn viết cái nội dung gì thì người ta viết text ở trong đấy, viết chữ vào trong đấy, được chưa? Sau đó người ta sẽ phân biệt ra bởi vì tiếp theo nữa là mỗi một cái văn bản đấy thì nó sẽ cần phải phân biệt ra các cái vùng ở trong văn bản đấy để cho nhìn nó đẹp đẽ, đúng không? Chứ ví dụ như ngày xưa ấy, cái HTML nó trông như này này. Ví dụ các bạn vào trang web bất kỳ, các bạn căn chuột U lên một cái, hoặc là chuột phải view page sược. Đây này. Website ngày xưa nó trông như này. Nó chỉ có text và text thôi, đúng không? Toàn text và text, chẳng thể nào phân biệt được. Đó. Tất nhiên là nó sẽ giải quyết được vấn đề, đó là rẻ luôn. Và gì nữa? Nhanh rồi. Hai ông chỉ cần biết IP của nhau là có thể trao đổi với nhau, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ vấn đề là gì? Vấn đề đó là khó đọc quá, đúng không? Nếu biết liền tù tì thì lúc đây các bạn thấy HTML nó không phân biệt là cái đoạn nào là xuống dòng, cái đoạn nào không xuống dòng, đúng không? Đúng chưa? Thế cho nên là người ta sẽ phải đưa vào đây những cái thẻ để quy từng phần một. Ví dụ như trong một bức thư thì sẽ có tiêu đề, đúng không? Thì nó sẽ làm đóng cho cái thẻ title này. Đây. Đúng rồi. Đấy. Thì khi mà cái ông đọc ấy, ông ấy nhìn thấy những cái chỗ nào trong cái thẻ title, à đây là tiêu đề bức thư. Tiếp theo là trong cái thẻ body. Thân, đúng không? Thì những cái chữ viết ở trong này, à đây là thân bức thư. Xong rồi tên footer. Cái này là đoạn kết, kết rồi, đúng không? Để phân biệt nó ra thì người ta sẽ phải dùng những cái thẻ đóng thẻ mở như này để người ta phân biệt, đúng chưa? Đó. Nhưng mà nó nảy sinh ra một vấn đề khác, nó là khó đọc quá, đúng không? Nhưng anh đọc hết được cái đoạn, đọc được một cái website thì chắc là mất đến cả ngày để dịch từng dòng một mà, đúng chưa? Do đó cái nhu cầu lại có một cái nhu cầu khác nảy sinh, đó là làm sao để cho cái website này có hiển thị một cách dễ dàng để đọc hơn so với cái cách mà nguyên thủy nó trông như thế này, đúng không? Thế vậy thì người ta nghĩ là cái gì? Thì sau khi web, trên cái web ấy, nó sẽ sáng tạo ra một thời gian ngắn khoảng 1-2 năm, hình như là năm 1991 đấy, không? Thì một cái thứ phần mềm người ta nghĩ ra, là nghĩ ra một cái phần mềm người ta cũng nó giúp đọc và hiển thị các thẻ HTML đẹp hơn. Và cái phần mềm này người ta đặt tên nó là trình duyệt. Thì cái
cái trình duyệt này á, cái trình duyệt đầu tiên được sáng tạo ra nó tên là Netscape. Netscape do công ty Netscape sáng tạo ra. Netscape là một công ty làm phần mềm, nó là tiền thân của Mozilla Firefox bây giờ, được chưa? Thì cái công ty này là công ty đầu tiên sáng tạo ra cái phần mềm là trình duyệt. Nó sẽ giúp chúng ta có nghĩa là trình bày lại cái file HTML một cách rõ ràng hơn và nó dễ đọc hơn rất là nhiều so với cái cách nguyên thủy này, được chưa? Do đó từ đây cho nên là người ta sẽ phải, do nó chỉ là một cái phần mềm thôi, nó sẽ đọc theo đúng những cái thẻ. Ví dụ các bạn thấy là cái thẻ mát vừa rồi ấy, cứ chỗ nào những cái đoạn text là bằng trong thẻ mát thì nó được bôi vàng, đúng không? Thẻ nào nằm trong chữ U, các thẻ U thì nó sẽ được gạch chân, đúng không? Do đó là người ta phải có một cái chuẩn định nghĩa cách hiển thị trên trình duyệt, đúng không? Thì nó sẽ sinh ra các cái bộ chuẩn code HTML mà chúng ta có đến cho đến ngày nay, là ra đến phiên bản HTML 5 thì là có khoảng hơn 140 thẻ HTML để chúng ta có thể sử dụng trong các website, đúng chưa? Thì bây giờ quay trở lại thì tôi sẽ giải thích cho chúng ta cái ý nghĩa của cái từ HTML, nó là cái của nó là gì, tại sao đi đâu từ đầu giờ thì luôn luôn gào thét lên cái HTML, làm sao nó lại, nó là cái gì mà nó lại kinh khủng như vậy. Thì HTML nó là từ ghép, nó là một những cái từ mà viết tắt những cái từ chữ cái đầu tiên ở trong một chuỗi từ, nó là cái từ hypertext Markup language, được chưa? Language là gì? Ngôn ngữ. Markup nghĩa là gì? Đánh dấu. Hyper là siêu. Các bạn có đọc báo, có đọc kênh công nghệ, ví dụ như kiểu là MK đó, có biết ông Elon Musk không? Đấy, lão có một cái, lão muốn làm một cái đường ống, tàu chạy trong đường ống dựa vào lực từ trường đấy, để cho cái tàu chạy với tốc độ khoảng 1.000 km/h. Thì ông ấy đặt cho cái công nghệ đấy là Hyperloop. Lúc đó ông tàu mặt, được chưa? Thì cái từ Hyper này là siêu, được chưa? Còn cái text là văn bản, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được chưa? Ngôn ngữ thì rõ ràng rồi, cái này nó có một cái chuẩn mực riêng, đúng không? Chúng ta phải học, chúng ta phải dùng được nó, đúng chưa? Đấy gọi là ngôn ngữ. Còn cái markup này thì sao? Markup thì các bạn thấy ở đây nó có thẻ đóng và thẻ mở, đúng không? Nó giống như đánh dấu đánh thổ ấy, đúng chưa? Ví dụ con chó mà đánh dấu đánh thổ quanh nhà thì vỗ được đóng, nó tè một cái, đúng chưa? Thì ở đây chúng ta cũng vậy. Ở đây là lãnh thổ của cái thẻ này là bắt đầu từ thẻ mở và kết thúc ở thẻ đóng. Cho nên cái việc có hiển thị như nào thì nó chỉ áp dụng cho cái dòng này thôi, hiểu chưa? Đấy là markup. Tiếp theo là vì sao người ta gọi này là siêu văn bản, thì vấn đề là như thế này. Đây các bạn sẽ thấy là nó là cái file, đúng không? Nó là cái file text, đúng không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành như này, tôi bôi đen hết và tôi duplicate nó lên. Các bạn sẽ thấy ở đây này nó rất là dài, rất là nhanh. Tôi duplicate tiếp, không biết là bao nhiêu rồi. Tôi bôi đen hết. Đây tôi kéo xuống cuối cùng nhá. Đây, nó rơi vào tầm 48.601 dòng. Được chưa? Nếu mà chuyển sang quyển sách thì quyển sách này nó cũng khá là dày rồi, nó rơi vào tầm này. Đúng không? Bây giờ tôi đắp ticket tiếp nó lên 3-4 lần. Đây là 437.401 dòng. Khá lớn rồi. Bây giờ tôi sẽ mở trình duyệt và tôi đọc xem con ra được không. Ủa sao không? À tôi chưa xếp. Đọc được chứ sao không đọc được? Hiểu chưa? Được chưa? Bởi vì của chúng ta nó là file text cho nên là cái nó có giới hạn đâu. Chúng ta muốn cái website của chúng ta nó dài bao nhiêu cũng được. Được chưa? Chúng ta chứa, nếu mà có một cái máy tính nó đủ khỏe, đúng không? Có một cái máy tính nó đủ khỏe để chứa được tất cả những cái từ, tất cả nội dung, tất cả quyển sách ở trên thế giới này vào trong một file HTML, tôi nghĩ nó cũng sẽ hiển thị được.
Thế đã đủ siêu chưa? Đúng chưa? Đấy là lý do vì sao nó dùng cái từ HTML Hypertext Markup Language như thế này. Bây giờ Ctrl Z lại khổ. À đây cô. Được chưa? Đó. Thì đấy là định nghĩa về HTML dạng. Tiếp theo thì ở trong cái việc chúng ta học cái ngôn ngữ này thì chúng ta tôi tạm thời tôi chia ra thành 7 loại thẻ. Nhớ nhá, loại thẻ. Có hiểu loại thẻ là như nào? Trong mỗi loại đấy sẽ có rất là nhiều các thẻ con. Do đó chúng tôi gọi là loại thẻ. Tôi thống kê lại để cho chúng ta dễ nắm thôi. Được chưa? Loại thẻ thứ nhất là loại thẻ text, về hiển thị. Cái loại thẻ quy định về cách hiển thị chữ viết. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ học cái này. Tí nữa chúng ta sẽ học cái này. Loại thẻ thứ hai là loại thẻ về danh sách. Danh sách. Loại thẻ thứ ba là loại thẻ về bảng. Loại thẻ thứ tư là loại thẻ về vùng chọn. Vùng chọn. Loại thẻ thứ năm là loại thẻ về media. Media tức là ảnh này, video này, audio này. Loại thẻ thứ sáu là loại thẻ về bảng. Biểu mẫu, gọi tiếng Việt là biểu mẫu. Và loại thẻ cuối cùng là loại thẻ về siêu liên kết. Đây là 7 loại thẻ mà tôi quy định ra. Cái này thực chất là do dựa vào kinh nghiệm. Tôi đi dạy và tôi đi làm, tôi thống kê lại thôi. Chứ nó cũng chẳng có cái quy chuẩn nào cả. Và các bạn có thấy là tôi trong tất cả các buổi học của tôi chẳng có cái slide nào hết. Đây là cái kiểu đi dạy của tôi. Tôi đã chuyển truyền đạt cho các bạn những cái kinh nghiệm và những cái hiểu biết của tôi cho các bạn thôi. Nó sẽ không có cái quy chuẩn nào hết. Nhưng mà các bạn yên tâm, nó sẽ phục vụ cho công việc của bạn sau này. Nếu các bạn thích lấy slide, tôi sẽ gửi. Nhưng mà thực ra cái việc học theo slide tôi thấy nó cứ kiểu gì ấy. Ta học cái này các bạn không có cái gì đâu vậy. Có nghĩa các bạn về các bạn không có cái gì để tham chiếu. Thì ở trên lớp các bạn còn nghe. Còn các bạn về cứ nghỉ lại cái slide rồi các bạn chẳng học gì. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái loại này. Loại thẻ quy định về cách chữ viết. Trong cái loại hiển thị chữ viết này nó sẽ bao gồm rất là nhiều các loại thẻ, bao gồm thẻ như thẻ P này, thẻ H này, từ H1 cho đến H6 này, thẻ Mark này, thẻ U, thẻ I, thẻ B, thẻ Span, thẻ Label, thẻ Sub, FUP, thẻ FUB, Strong, Strike, còn 1 tỷ các thẻ loại thẻ khác liên quan đến thôi. À đây, loại thẻ BR không thể thiếu được, thẻ HR là những cái thẻ mà chủ đạo trong cái danh sách các thẻ về text này, nó có rất nhiều. Được chưa? Cái đặc điểm của các cái loại thẻ về text này này, thì nó sẽ là có thẻ đóng và thẻ mở. Nội dung thì viết ở trong cái thẻ đấy. Giống như thẻ mark chúng ta đang có, thẻ mark, thẻ U, thẻ B chúng ta đang có ở trên slide. Bây giờ chúng ta sẽ học từng loại thẻ một. Thì tôi có thẻ đầu tiên, thì các bạn sẽ lấy demo như này. Nếu mà tôi viết như này thì nó sẽ hiển thị ra làm sao? Cái mớ này sẽ là trên một dòng hay nhiều dòng? Một dòng đúng không? Được chưa? Thế nếu mà bây giờ tôi viết cái đoạn ở giữa này, ở trong thẻ P, thì chúng ta sẽ nhìn output nhá. Thấy chưa? Thẻ P
là cái loại thẻ ghi vào. Thẻ P là cái loại thẻ là nó viết tắt của từ là paragraph. Đây này. Paragraph. Nó tương ứng với là đoạn văn. Bạn thấy học tiếng Anh ở trong cái việc lập trình này rất là có lợi. Cái tên thẻ nó cũng là viết tắt của một cái gì đấy. Trong cái đoạn văn ấy thì nội dung của nó sẽ được viết liền. Tuy nhiên là những cái thẻ, những cái nội dung mà nằm ngoài nó thì nó sẽ cách chặt một mình nó một quãng. Được chưa? Ví dụ bây giờ tôi sẽ viết ở trong này rất là dài. Đây, tôi sẽ demo đoạn text. Được chưa? Thấy không? Tức là nội dung nằm trong thẻ P là cái đoạn này đúng không? Nó sẽ được liên tục. Nó giống như text bình thường. Tuy nhiên những cái đoạn text mà nằm ngoài cái thẻ P, ngoài cái vùng phủ của thẻ P này thì nó sẽ cách cái thẻ P ra một quãng. Đây là quãng xuống dọc. Được chưa? Đó. Được chưa? Đây thẻ thẻ quyền đầu tiên, thẻ P. Cái thẻ P này là một trong những loại thẻ thông dụng nhất ở trong bất kỳ cái trang nào. Chúng ta thử vào mà coi. Bây giờ tôi vào một trang rất là nổi tiếng là VN Express. Tôi vào một bài báo bất kỳ. Đây, cái đoạn này tôi chuột phải vào đây nhá, để xem nội dung thẻ ấy, nội dung thẻ trên trang ấy, thì nếu các bạn mở cái trình duyệt Chrome ra, các bạn vào, các bạn chuột phải vào. Chọn inspect, chuột phải, các bạn muốn xem thẻ đấy ở cái đoạn nào á, chúng ta chỉ chuột nó đúng cái đoạn đấy, chúng ta chuột phải vào, chọn inspect, nó sẽ bật lên cái này. Các bạn thấy đây là thẻ P đúng không, có nhìn thấy không? Đó, rất là nhiều thẻ P ở trong trang này. Đây, trong mỗi div những cái chỗ nào là text thì thường nó là thẻ P, chẳng biết ở chỗ nào. Đây, tôi chọn đoạn này chẳng hạn. Đấy, đúng không? Rất là nhiều thẻ P, mỗi một đoạn viết, mỗi một đoạn chữ viết thì là một thẻ P. Được chưa? Đó, thẻ này là một trong những cái thẻ thông dụng nhất ở trong code HTML. Thẻ P. Tiếp theo, chúng ta đến thẻ gì nhỉ? Thẻ H1 đến H6. Thì tôi sẽ viết ở đây là H1, tôi tap một cái. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ là thẻ, tôi viết text là thẻ H1. Duplicate này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ok. Xong. Từ H1 đến H6. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta reload lại trang. Nó thấy gì? Cỡ chữ nó giảm dần. Và độ đậm nhạt thì sao? Sai. Độ đậm thì nó giữ nguyên. Chẳng qua là cái chữ của chúng ta nó nhỏ đi thôi.
Được chưa? Thì cái thẻ H này, những cái thẻ H này nó chỉ tồn tại từ H1 đến H6 rồi nhá. Nó không có H0 từ, cũng như là thẻ H7 nó không có đâu. Được chưa? Thì cái thẻ H này này là chính là thẻ heading, tức là thẻ tiêu đề. Nó có những cái tiêu đề, ví dụ như dùng trong trang thì chúng ta sẽ thấy ở đây này. Đây này, đây chính là thẻ tiêu đề này. Thấy không? Đây nó chính là thẻ H2 thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm, nhìn không nhầm. H1. Đúng chưa? Đây thẻ dưới này là thẻ gì? Thẻ H2. Bạn thấy không? Hai thẻ này cũng là hai thẻ phổ, những cái loại thẻ này cũng là những cái loại thẻ phổ biến ở trong việc chúng ta xây dựng nội dung của website. Những cái thẻ hay dùng là từ khoảng H3 về H1 là rất hay được sử dụng luôn. Được chưa? Đây là heading, là những cái thẻ quy định về tiêu đề. Và cũng giống như là thẻ P vậy, thẻ heading nó cũng một mình một dọc, chẳng chung đụng với bố con thằng nào cả. Được chưa? Tiếp theo là thẻ mark. Thẻ mark nãy demo rồi nhá, không demo lại nữa nhá. Thẻ mark là thẻ gì? Nó giống như cái thẻ mà ngày xưa chúng ta viết cái bút nhớ ấy, bôi màu màu ấy, đúng không? Thẻ đấy là thẻ mark, mark là đánh dấu. Thẻ bôi màu, tất nhiên là chúng ta có thể đổi cái màu đấy sang màu bất kỳ. Ví dụ tôi search thử cho các bạn coi. HTML mark tag. Để coi xem nó có đổi được màu không. How to change mark tag color. Hình như có đổi màu đấy, đây, nhưng mà đổi màu thì phải sử dụng style à? Sử dụng CSS à? Cái này thì thôi. Nếu mà đổi màu phải sử dụng CSS thì chúng ta sẽ để sau. Còn nếu mà chưa phải dùng CSS thì chúng ta cứ dùng thẻ mark bình thường thôi. Tiếp theo là thẻ U, cái tổ hợp mà tôi đi thấy đi với nhau này. Bởi vì nó khá giống cái này. Đây. Các bạn thấy ở trong đây là word đúng không? Thì các bạn thấy này. Đây nha. Tôi bôi đen một đoạn text. Tôi gõ Ctrl U. Gạch chân đúng không? Ctrl Y ngắn. Ctrl B. Thấy nó giống text chưa? Được chưa? Thì cái các cái thẻ U, I, B của chúng ta nó cũng có tác dụng tương tự. Đó là thẻ U thì là để quy định cái chữ về gạch chân, thẻ Y để in nghiêng và thẻ B để in đậm. Tất nhiên chúng nó có thể lồng lộn trong nhau được. Nếu mà tôi muốn là một đoạn text của tôi vừa được in nghiêng, vừa được bôi đậm, vừa được gạch chân thì tôi sẽ phải tôi viết như này. Tôi đố các bạn viết nào là đúng nhá. B này, thẻ nội dung thì như này, như này, như thế này. Như này là đúng hay là như này là đúng? Hay là như thế này là đúng? Hả? Như nào? Như nào cũng đúng. Đúng không? Bạn thích đặt cái nào trước cũng được. Bởi vì những cái thuộc tính này nó không bị conflict với nhau, cũng không bị va chạm với nhau. Hiểu chưa? Cho nên là các bạn đặt thế nào cũng được. Các cái thẻ trong nhau bình thường. Và thậm chí các bạn bê cái thẻ B này. Cái thẻ B này các bạn ném vào trong cái thẻ P nó cũng trắng sao cả. Chuyện bình thường ở huyện. Đấy, P viết hoa, viết in đậm. Được chưa? Đấy là cái sự hay ho ở trong cái code HTML này. Được chưa? Thẻ span và thẻ label. Thì cái này tôi sẽ để chúng ta về nhà tìm hiểu. Chúng ta về nhà tìm hiểu nốt cho tôi các cái thẻ còn lại. Là thẻ span, thẻ label, thẻ sub. Hai thẻ sub, thẻ up. Thẻ sub và thẻ s up. Thẻ strong, thẻ dry. Thẻ br, thẻ hr. Đấy. Đấy là bài tập về nhà chúng ta. Chúng ta sẽ viết cho tôi một phây word. Được chưa? Định nghĩa loại thẻ đấy là thẻ gì, ý nghĩa của nó và cách hiển thị ra làm sao. Được chưa? Đến buổi sau tôi sẽ kiểm tra. Tôi không biết là tôi có kiểm tra được hết không. Nhưng mà đứa nào mà thiếu 20.000
đứa nào mà giống nhau 20.000. Không giống nhau thì không thể nào mà thứ tự cũng giống nhau được, không thể nào ví dụ cũng giống nhau được. Ít ra ví dụ như các bạn cùng định nghĩa ra thẻ U thì ví dụ như thằng viết tên bạn, viết tên bạn, nó viết tên nó, chứ không thể nào mà hai thằng cùng viết là Hồ Chí Minh được, đúng không? Viết cho Word nhá. Không, tôi sẽ tự gọi đến tôi kiểm tra. Hả? Thế à? Thế vậy thì tôi sẽ tạo một cái thư mục trên Google Drive để cho các bạn up lên. Được chưa? Ở đây các bạn vẫn chưa mua máy à? Thế lớp này lớp nào, đứa nào lớp trưởng? Chưa có. Ờ, được, cho mày là lớp trưởng. Bạn tên là gì? Hoàng hay gì rồi? Hoàng sẽ có trách nhiệm là tôi add Facebook rồi nhá. Xong rồi tôi sẽ xong rồi add tôi vào trong cái group lớp. Tôi sẽ share cái thư mục Google Drive nộp bài cho các bạn. Các bạn nộp bài đấy. Tôi sẽ kiểm tra. Và tất nhiên cái tiền đấy tôi chẳng đút vào túi làm gì cả. Tiền đấy đến cuối buổi tôi sẽ mua nước và mua đồ ăn mang đây giải tán. Buổi nào giải tán buổi đấy. Được chưa? Có đồng ý không? Tùy thôi, một là đánh vào kinh tế, hai là sẽ giống như K31. Tôi sẽ tập thể lực cho các bạn. Hả? Chống đẩy, cơ bụng, chạy cầu thang. Tôi sẽ có rất nhiều trò bởi vì ngày xưa tôi tập thể thao mà. Nếu mà tùy các bạn thôi, nếu mà muốn nâng cao sức khỏe thì tập thể lực cũng được. Đấy cũng là một phương pháp hay. Vừa đi học lấy kiến thức, vừa học lấy thể lực. Lại còn đỡ mất tiền. Được chưa? Hoàng ghi lại bài tập nhá. Buổi sau tôi sẽ check. Đấy, cổ. Thôi buổi hôm nay chúng ta chỉ gọi thôi, các bạn có muốn hỏi thêm cái gì không? Các cái loại thẻ khác thì buổi sau tôi sẽ hướng dẫn nốt. Nay tôi chỉ hướng dẫn cho chúng ta là cách để tạo ra file HTML sử dụng công cụ hiển thị nó trên trình duyệt và viết cái thẻ ra thôi. Được chưa? Định nghĩa ví dụ output chụp ảnh nào vứt vào trong file Word ấy. Còn sao nữa? Thank you.